Ui ống ống rồi. Trôi trôi trôi. Vâng, trôi trôi to. Ui. Ôi. Không có mất đâu, không mất đâu con. Nó đóng mang. Không mất được con này, đóng con không thể mất được. Trôi cũ. Ôi giời. Sướng thật. Các bác nhìn máy zip sướng nhá. Trôi. Trôi cũ. Đẹp phao rồi. Đẹp phao của chúng tôi à. Đúng quá. Chó quần lúc là mệt ngay mà. Chạy đi ra. Quần tím mệt ngay lắm. Thế làm sao là của chúng tôi. Đây, chứ. Nó quá thuật nhưng mà nó nhỏ. Thế làm sao là của chúng tôi. Chú giữ cháu cần để chú vào con này ăn. Đẹp quá. Nó ra mà rơi hết đi, máy móc á. Đang có cắm đấy. Ua, thầy có lỗi. Không có gì nói ra ta. Lỗi đây rồi à. Kéo thịt chay cho nó. Con mắc cây đó con. Bóng mang. Chú còn quần máy không? Còn cháu lôi lôi. Nhưng mà nó mắc ở dưới thế này. Mắc ở dưới thôi. Lôi cây hết rõ lên. Lôi 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 lôi. Cháu vứt quần áo cho. Để mày vọt cái đầu cây ra mày lôi. Đấy. Cây này lôi từ từ thì nó lên ngay mà. Ba hậu không phải. Đấy. Nó ra rồi, cứ mình đi. Đâu cứ mình đi. Sao lại làm này còn cái này rồi. Chạy làm sao được. Chạy làm sao được của chúng tôi. Chơi cu tổ. To nhá. Cu con này to đấy. Chơi này giữ cái cho gỡ nó dậy mất. Vâng. Đấy. Béo thế. Ui. Anh em chơi cụ tổ này. Béo chưa? Tổ chưa? Thế là phê. Câu lên lục. Câu lên lục. Tổ chưa? Ôi. Cảm ơn chú nhé. Quá. Ui, anh em nhìn phê chưa? Ở trôi cụ quang này, phê chưa? To chưa từng thấy. Đây là một trong những con trôi mà em thấy là to nhất từ trước đến nay em câu được các bác nhá. Ê, các bác nhìn chưa? Cụ trôi cụ luôn. Béo thế. Ui, béo quá. Đẹp chưa anh em, nhìn cá đẹp chưa, móc đúng một chút vào vảy này. Cá trôi chủ điền đẻ phát sướng thật đấy. Wow, này có video đẹp cho anh em xem rồi, sướng nha. Ô, cái túi. Mỗi cần này rất đơn giản gọn nhẹ, câu cá lại nhanh nữa. Năng xe mang đi úi dồi, mét cần vác nặng người. Này con năng xe ít khi được cá lắm. Không cái tỷ lệ là cá không bằng lục đập. Cái cá năng xe mà gầm mình cũng hay được cá to. Mày hiếm lắm. Kiểu đáy bùn nó nhiều, các bác ném một cục mồi hiếm con nào ăn rồi.
đi rồi, đi rồi, lắm rồi, ấm rồi. Đóng rồi, đóng rồi. Đóng rồi các bác ơi. Đóng rồi, đóng rồi. Đóng rồi các bác ơi. Đóng rồi. Đang ăn có mì tôm. Các bác ơi, cá khủng luôn. Đang ăn rở quá bị tôm. Ui, còn gì đây? Có gì đây, nấu quá. Ui dồi. Không nhìn nấu rồi anh em ơi. À, gốc mới đập đây. Chết tôi rồi kìa vợ. Ui. Chết tôi. Vợt trên này cứ chết cùng anh em ơi. Không nhìn thấy đâu ơi quá rồi. Được rồi. Chết chà. Mắc vòng kia này anh em ạ. Đỉnh mãnh sau đấy nó mới cây sậy thế nhỉ. Vợt bên trong không vợt này. Anh em ạ. Rồi, nó mắc trong cái bụi này rồi, không biết là chỗ nào rồi. Vừa nhấc lên thấy thế là ở đây rồi.
Ui các bác ơi, may không mất. Ui anh em ơi, may không mất này. Anh em thấy kinh không? Ui may không mất nó trong cái bụi cái sậy. Ui bắt thằng cá đau cả lưng. Ui một thành công lớn các bác này. Ui trôi gì gan các bác này. Ba em phê đấy nhỉ. Thật sự có ba con này em tưởng mất đấy. Ui tưởng mất rồi, con này mệt lắm ở kéo kinh không. Rồi nữa. Chạy em sao được, giờ vào đây chạy làm sao được của chúng tôi. Ui ơi phê cho anh em ơi, trôi đi gan người gầy quá, cá sông gầy quá. Ui vào đó má em cứ được bất hảo. Ui trời quá, ui đau cả lưng, đau hết cả lưng anh em ạ. À. Cứ tưởng mất hảo có cái gì cắm ở đây. Hàng đấy rồi, cụ đi chân lạnh toát. Úi giời, úi giời, úi giời. Cụ đi chân lạnh toát. Úi giời. Gì đây? Đấy, mày chạy đi đâu? Cá khiếp quá anh em ơi. Ê, đúng rồi. À, trôi trôi thi gan anh em ơi, đây là con trôi thi gan anh em nhé, khỏe quá. Con này đóng thẳng mặt chặt nhau rồi. Ui, cái vợt xì đà bác này, vợt xì đà nó bắt cá ra đây. Ui, vợt xì đà. Ê, này được con trôi đầu tiên anh em ạ. Ui, được con trôi đầu tiên. Vừa nãy mới được một con đô phi đấy các bác ạ. Vợt hỏng mất rồi. Con này vợt hỏng mất rồi các bác ạ. Đây, trôi gì gan nhé. Đây chỗ gì gan anh em này, phê chưa? Ấy đâu. Nãy được rồi. Vào đó. Ô, tành quá.
thả đây rồi. Chú cụ. Úi dồi ôi, đóng đúng không? Úi dồi ôi, chú cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng. Chú đi. Thả đây rồi. Chú cụ. Úi dồi ôi, đóng đúng không? Úi dồi ôi, chú cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng. Chú đi ra. Chú cụ. Hàng đây rồi. Chú cụ. Úi dồi ôi, đóng đúng không? Úi dồi ôi, chú cụ anh em ơi. Chết rồi. Đóng. Chú đi ra. Chú cụ. Đây rồi các bác ơi. Hàng lại chú đi gan rồi. Hàng chú đi gan anh em này, chứ nào. Máu mắc ngay vào cái cần cô đơn kia rồi. Áo phao các bác ạ. Mắc ngay cái cần cô đơn. Nó cuốn ngay vào. Tải thật đấy, quả rõ ràng là dây đi phao đi thế mà sao lại không trúng nhỉ? Chính xác quả cá ngon đấy. Còn đấy khả năng là con to bác ạ, nó vẫn còn luẩn quẩn ở đây. Chỉ cá to nó mới đè cách dịu dịu hiền vậy. Có nhìn thấy nó đi rất là nhẹ nhàng. Đấy rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, đóng rồi. Chết rồi, đấy đang rò đầu cần lắm. Úi dồi ôi, mày anh biết ngay mà. Không trúng nhỉ. Chính xác quả cá ngon đấy. Còn đấy khả năng là con to bác ạ, nó vẫn còn luẩn quẩn ở đây. Chỉ cá to nó mới đè cách dịu dịu hiền vậy. Có nhìn thấy nó đi rất là nhẹ nhàng. Đấy rồi, đóng rồi. Úi dồi ôi, anh em ơi, đóng rồi. Chết rồi, đấy đang rò đầu cần lắm. Úi dồi ôi, anh biết ngay mà. Anh biết ngay trúng mà. Úi dồi ôi, thế luôn. Thế có vào đâu ấy? Anh biết ngay chú à. Ui, các bác có nhìn thấy không? Này, nó đang vào ăn thô đàn rồi. Này, đang ăn thô đàn. Okay. Oh.
Này cả cuốn nổ sướng thật các bạn, đánh bài mừng. Đấy, đóng ơi. Ui, đóng anh em ơi. Con này mất chạy. Ui, học rồi, học rồi. Con này mất chạy. Mày xăm, xong vợt anh cái. Chấm. Đóng ơi. Ui, đóng anh em ơi. Con này mất chạy. Ui, học rồi. Con này mất chạy. Mày xăm, xong vợt anh cái. Chấm. Không phải chép, con này đóng một tí mồm không mất. Đẹp quá. Ui, bình tĩnh, ui. Quả đấy. Ui, nó chút bụi rồi. Con này từ từ nhá. Vợt béo quá. Cái vợt kéo dài ra được mà. Vợt kéo dài. Này có hai thằng một mình nhau, không lên được con này quá. Quá đây. Được. Ngon. Hợp lý. Không, cái này nó được ấy. Tươi. Ủa, con này to nhỉ. Con này to. Đẹp chưa các bác ơi. Tàu bè ngoài sông chạy kinh quá. Ầm. Ầm. Đấy rồi. Úi giời ơi. Ôi, hàng khủng. Hàng khủng. Úi giời. Đấy rồi. Úi giời ơi. Ôi, hàng khủng. Hàng khủng. Úi giời. Chạy đâu em ơi. Hàng khủng ơi. Chạy đâu. Ôi. Chạy đâu em ơi. Hàng em ơi. Ai à. Hàng rồi. Hàng rồi các bác ơi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Chơi cũ. Ui. Ấy. Chơi cũ to rồi. Chạy đâu chúng tôi. Đánh đầu cần hay thế nhỉ. Ui, cần bác nhìn cần commando này cứng đờ luôn. Chạy đâu chúng tôi. Đóng đuôi. À. Chạy đâu chúng tôi. Ui, hàng đẹp anh em ơi. Cần Komodo đóng. Các bác nhìn cần Komodo đóng cứng đờ luôn. Câu cá mày xong về chưa. Phê quá bác ơi. Ui, đóng vào đuôi, đóng vào đuôi. Ui dồi ôi, đóng đúng đuôi. Trôi cụ. Ui, bác ơi, đóng mũi nữa. Chết tôi rồi. Không có vợt. À đây, vợt đây. Ui, chết rồi bác ơi, vợt còn chưa tháo. Ui, chưa tháo vợt. Này mà kéo mất. Đây rồi.
Ui trời, chuối cụ. Có cụ rồi anh em ơi. Có mỗi mình giờ phải làm sao bây giờ. Ui giời, mỗi mình dậy à. Có mỗi một phát đuôi các bác này. Cho trùng dây để cô nó vào. Trùng dây để cô nó vào. Ui, tí mất khá mất khá mất. Trùng dây để cô nó vào, không còn là con này dễ là mất. Ui dồi anh em ơi, trôi cụ rồi, trôi cụ anh em ơi. Ui dồi, sướng quá. Ui sướng quá anh em ơi, đóng mũi nữa ấy. Ui cầu cá ngoài sông sướng chưa. Mày cá trôi cái gì ấy nhỉ. Ui con này nó mệt lắm rồi đấy bác ạ. Ui đúng chùa điền không ấy. Đóng mũi tí vào đuôi. Ui các bác ơi, sướng quá này, em câu sướng quá. Ui phải trôi không nhỉ. Ui con này các bác nhìn thấy cá thiên nhiên nó trắng mà nó đói chưa. Ui sông nước nó nâng lợ bác này. Ui em này em đẹp nhất hôm nay rồi em ơi. Ui sướng quá bác ơi, mỗi mình em vừa được con này lên em tưởng nó mất đấy, đóng một phát mỗi tí vào đuôi em tưởng mất đấy. Ui đẹp quá anh em này.